Xin chào các bạn nhé, lại là mình đây, Tí Vlog đây. Ngày hôm nay mình sẽ thực hiện một clip đó là lấy mật ong nhé bạn. Các bạn thấy tôi đang cầm cái gì không ạ? Đây là cái màn chọc ong nó đổ các bạn. Đấy, tôi đang ngồi một bên tổ ong nhé. Đấy, đây là tổ ong. Bây giờ tôi sẽ thực hiện video là lấy mật ong nhé bạn. Lấy mật ong và tí nữa lấy xong là tôi sẽ vắt mật ong luôn. Ok. Bây giờ tôi sẽ thổi khói vào để lấy mật nha các bạn. Game này không được chứ. Được rồi. Đây nè, tôi chụp. Còn có lắm vậy, phải chụp nữa quá này. Ừ, quẻ. Quẻ nó được. Cần có nhiều quả. Quả nhiều. Cùng một tỷ mặt trắng nữa nữa hả? Sao được cả bàn mà trời. Bàn mà trời mà trời. Giờ tôi sẽ cắt bỏ cái phần con đấy các bạn. Sướng không? Được mấy trái rồi các bạn. Phải rửa nó không năng hơn chứ đâu, lúc trước mình nào cũng có, cái nào cũng có mà. Vận động cơ đó.
cái tầng con như thế này thì tôi sẽ bỏ vào cho nó nở nhé các bạn, lấy chắc mật thôi. Đấy, bỏ vào đấy cho nó nở, rồi ít ngày nữa mình lại lấy ra giục. Đấy. Ổ bánh nó đóng hơn. Thì các bạn nhé, nãy giờ thì mình đã lấy xong rồi và bây giờ mình sẽ bắt đầu vắt mật nhé các bạn. Thì ở đây có mình đã lấy được một nồi mật luôn các bạn. Đấy, nồi này rất là to luôn. Đấy, thì bên này là cái tầng con đó, các bạn. Thì mình bỏ riêng ra để lúc nào mình ăn dần hoặc là ngâm rượu các bạn. Đấy. Thì bên này là mật không các bạn. Không có con luôn. Đây chỉ là mật riêng thôi. Đây là mật không luôn các bạn. Này, mình bẻ ra cho các bạn xem này. Đấy, thấy không? Mật không luôn. Thì đây. Đây là một cái rổ, mình sẽ dùng cái rổ này để lọc các cái cặn bã của mật nha các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành vắt nhé các bạn. Ok. Nhà mình nuôi được 3-4 tổ gì thôi, cho nên là không có máy để xoay, cho nên mình vắt tay các bạn. Bây giờ mình sẽ vắt nhé các bạn. Các bạn thấy mật nó chảy ghê không? Đấy, mật nguyên chất đấy các bạn ạ. Mật nó sẽ lọc qua cái này nhé các bạn. Các bạn thấy mật nó đặc ghê không? Nó không chảy được qua cái lớp này luôn. Rồi, cái sáp này mình sẽ bỏ riêng ra một bên nhé các bạn. Mình bỏ ra một bên. Mình vắt các bạn này. Nha, dài không? Đấy, rất là dài luôn. Giờ tôi sẽ vắt nhé. Các bạn nhìn sướng mắt không? Rất là sướng luôn đúng không? Đấy. Đây là lần đầu tiên tôi vắt mật đấy các bạn. Nên là đá lắm. Mật rất là đặc các bạn. Dạ, mặt hết sức luôn các bạn ơi. Đấy, mặt nhìn sướng các bạn. Cái này là mật không ấy.
Đấy, mật không luôn các bạn. Còn thấy mật chảy đá không? Phê không? Nhìn rất là sướng mắt đúng không các bạn? Đấy, rất là đá luôn. Các bạn thấy mật nó đặc không? Mật nó quá đặc luôn các bạn. Tôi vắt thế này mà nó chảy không kịp luôn các bạn này. Đấy. Nó đặc kinh khủng luôn. Do là cái rá này lọc không kịp nên tôi sẽ đổi sang cái nồi nhé các bạn. Mặt nó không chảy luôn các bạn này. Bây giờ tôi sẽ đổi sang cái nồi lớn hơn nhé. Ok. Cái này thì vắt đá luôn. Phải không kỳ được. Mất kỳ được. Các bạn thấy đá. Đấy. Mất trước rồi ngày mai tôi sẽ lọc. Cái vải gì đó tôi lọc qua các bạn. Không thể nào mà lấy
này rất là cứng các bạn, bắt không thể nào là hết được. Đấy, nhìn rất là sướng mắt đúng không ạ? Rất là mỏi tay các bạn, mất hết từng này chắc đau tay chết. Đây các bạn nhé, giờ mình sẽ vắt. Đấy, mật nó chảy ghê không? Ghê không? Mặt trẻ nó thích lắm, rất là thích luôn á. Thank you.
các bạn đã bao giờ tự tay vắt mặt chứ các bạn? Tôi lần đầu tiên các bạn. Trước đây thì tôi thường hay lấy và để mẹ tôi vắt thôi. Bây giờ tôi mới vắt lần đầu tiên. Hôm nay tôi lấy xong là tôi bảo mẹ ơi để con làm cho. Để mình quay video luôn, quay video cho bạn xem. Đấy. Các bạn xem nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Bấm like và đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Để mình còn có động lực để ra tiếp video cho các bạn xem. Ok. Do nhà mình ít tổ, 3-4 tổ cho nên cũng không đầu tư máy máy xoay mật các bạn. Nên mình sẽ vắt tay. Hơn nữa ong mình không bỏ cầu các bạn. Ong nhà mình để nó đóng tự nhiên luôn các bạn. Nên là phải vắt tay. Vâng, vậy là sau một hồi vắt thì tôi đã vắt xong các bạn ạ. Đấy, còn cái cuối cùng. Vậy là xong nhé các bạn. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc clip ở đây. Hẹn gặp các bạn ở các clip tiếp theo nhé. Ok, xin chào tất cả các bạn. Các bạn nếu thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like và đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào tất cả các bạn.